Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Linh, mình 23 tuổi. Mình đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế đối ngoại ở Việt Nam. Và mình muốn đi Mỹ du học ngành giải trí và du lịch của trường California State University Fullerton. Mình vừa phỏng vấn sáng nay ở lãnh sự quán Mỹ thì vừa nhận được kết quả là đậu. Mình muốn chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm của mình khi mà mình đi phỏng vấn ở lãnh sự quán Mỹ á. Thì ban đầu lúc mà xếp hàng vào làm thủ tục á, thì mình cũng hơi lo lắng. Nhưng mà đến khi gặp người phỏng vấn á, thì mình cố gắng nói to rõ, thể hiện hết những cái điểm mạnh của mình cho lãnh sự quán thấy. Tại vì cái buổi phỏng vấn của mình á, thì kéo dài khoảng 10 đến 15 phút rồi. Mình cũng rất là cảm ơn công ty Tân Đại Dương để giúp đỡ cho mình trong cái quá trình mà chuẩn bị hồ sơ. Tại vì thật sự hồ sơ mình mang theo á, có những cái hồ sơ rất là đầy đủ mà Tân Đại Dương đã giúp cho mình chuẩn bị trước. Nên khi mà mình mang vào, mình biết mình trong tay mình có đầy đủ những cái giấy tờ đó để đưa cho lãnh sự quán coi. Cũng rất là cảm ơn Tân Đại Dương đã giúp cho mình chuẩn bị những cái tinh thần cũng như là những cái câu hỏi khi mà đi phỏng vấn để có được cái kết quả tốt nhất. Hy vọng là những cái chia sẻ của mình có thể giúp cho các bạn có những cái kinh nghiệm cho cái buổi phỏng vấn.